Xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng hôm qua tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Đây là hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ hai của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, diễn ra trong 2 ngày, hội nghị tập trung cho ý kiến đối với dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách với tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các phiên họp, tranh thủ tối đa thời gian, cơ hội để nghiên cứu, trao đổi, tranh luận, phản biện với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nhằm đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc về các dự thảo. Tại phiên làm việc cho ý kiến về luật thanh tra sửa đổi, một số đại biểu đánh giá cao việc nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thanh tra của cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo luật. Về hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định của dự thảo luật, cơ quan thanh tra chuyên ngành đều là cơ quan thanh tra nhà nước, có thanh tra viên, đồng thời sẽ không còn cơ quan thanh tra chuyên ngành tại các chi cục thuộc sở. Hoạt động thanh tra chuyên ngành tại địa phương trước đây được thể hiện bởi các chi cục này sẽ được tổ chức thực hiện bởi thanh tra cấp tỉnh, các sở. Điều này góp phần bảo đảm tính chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, các nội dung quy định về hoạt động thanh tra tại chương 4 dự thảo luật phù hợp với thanh tra hành chính, chưa thật sự phù hợp với đặc thù của thanh tra chuyên ngành. Đại biểu đề nghị cần phân định rạch ròi phạm vi hoạt động, đối tượng, trình tự, thủ tục giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong chủ động thực hiện công tác thanh tra. Ngày hôm nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận, làm việc tại hội trường về các dự án luật khác. Thưa quý vị, là sự kiện thương mại du lịch quốc tế thường niên lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022, IT Hồ Chí Minh City với chủ đề Cùng vững bước, cùng đi lên sẽ chính thức diễn ra từ ngày hôm nay. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 là gala với chủ đề Tinh hoa gạo Việt diễn ra vào tối hôm qua. Với chủ đề Tinh hoa gạo Việt, đêm gala mang đến cho 850 khách mời một bức tranh về một Việt Nam sống động, hiện đại nhưng vẫn lưu giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống. Với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu từ nhảy đương đại cho đến những màn trình diễn các giai điệu truyền thống gắn liền với cánh đồng, hạt gạo và ngày mùa. Gala Tinh hoa gạo Việt còn là dịp giới thiệu đến bạn bè quốc tế giá trị của hạt gạo trong văn hóa Việt Nam. Gạo là hình bóng quê nhà, là tình yêu đất nước, là nguồn cội. Gạo là hạt ngọc của trời, là vật phẩm thiêng liêng mà đất mẹ ban tặng cho dân tộc Việt Nam. Để mỗi du khách khi đặt chân đến nơi này quyến luyến cả với hình ảnh, giai điệu, mùi vị của tác phẩm mang tên Gạo Việt. Đêm gala Tinh hoa Việt Nam là lời chào của Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến sống động, trẻ trung, sắc màu, cởi mở, hứng khởi, gửi đến bạn bè, du khách quốc tế. Đây cũng là lời mở đầu chính thức của Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt các hoạt động quan trọng diễn ra từ ngày hôm nay 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9. Trong đó, lễ khai mạc diễn ra vào sáng nay tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7. Sau 2 năm gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đã trở lại đầy mạnh mẽ. Đêm Việt Nam tôn vinh tinh hoa của hạt gạo chính là sự minh chứng cho sự kết hợp đầy năng động giữa văn hóa, công nghệ và thương mại của du lịch Việt. Hứa hẹn một kỳ hội chợ thành công mang đến nhiều cơ hội phát triển không chỉ cho ngành du lịch mà cả các ngành kinh tế khác. Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022, vào chiều qua, đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông U Yong Ha, Tổng thư ký Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố du lịch châu Á Thái Bình Dương TPO. Với vai trò là một thành viên sáng lập và là ủy viên ban điều hành TPO, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn TPO sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực hỗ trợ các thành phố thành viên xúc tiến quảng bá du lịch và thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên TPO. Ở góc độ thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động thường niên của TPO.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng hy vọng TPO cũng như các thành viên sẽ tiếp tục đồng hành và tham gia tích cực các hoạt động xúc tiến du lịch của thành phố như hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE-HCMC và các dự án hỗ trợ truyền thông quảng bá du lịch thành phố đến các thành phố thành viên TPO và ngược lại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng mong muốn thông qua ông Bu Kyung-ha chuyển lời mời trân trọng đến ngài thị trưởng thành phố Busan tham dự sự kiện đối thoại hữu nghị và mời các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh tham dự vào tháng 12 tới đây. Ông Bu Kyung-ha, Tổng thư ký Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố du lịch châu Á Thái Bình Dương, đánh giá cao sự chuẩn bị của thành phố cho hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16, tin chắc rằng ITE-HCMC 2022 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thương mại du lịch quan trọng của quốc gia, hướng tới mục tiêu đóng góp có trách nhiệm vào việc quảng bá xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đến với du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, chương trình kỷ niệm lễ dỗ ngành sân khấu do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra vào tối hôm qua nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến tiên tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên loại hình sân khấu độc đáo, có giá trị, làm giàu bản sắc dân tộc. Chương trình quy tụ 200 khách mời với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, nghi lễ dân hương ông tổ ngành sân khấu, trao quà cho các nghệ sĩ cao niên. Dỗ tổ truyền thống ngành sân khấu thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn quý báu, đồng thời là dịp để giới làm nghề họp mặt, ôn cũ tri tân, nhìn lại quá trình hoạt động đã qua cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho công việc sáng tạo tiếp theo. Năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức lễ hội dỗ tổ truyền thống sân khấu vào tối ngày 7 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh quận 1, nhằm tôn vinh nghệ thuật sân khấu vốn đóng góp nhiều vào sự phát triển của văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, qua đó đúc kết các giá trị để có thể tham mưu hướng tới mở rộng quy mô trở thành lễ hội văn hóa cộng đồng. Hôm qua, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về thực hiện nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Thành phố Thủ Đức. Tại buổi giám sát, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức cho biết việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo nghị quyết số 131 đã góp phần làm tinh gọn bộ máy, đảm bảo quy mô quản lý phù hợp, phát huy được năng lực sở trường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ viên chức. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng biên chế hành chính của Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức là 459 người vào cuối năm 2022, sẽ không thể đáp ứng được nguồn nhân lực tham mưu giúp việc của các cơ quan đơn vị trong điều kiện của địa bàn quản lý quá lớn và đông dân. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ cho phép số biên chế công chức viên chức được sử dụng đến năm 2026 theo hướng giữ nguyên số lượng công chức viên chức tham mưu tại thời điểm sáp nhập 3 quận, giảm dần số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Trước những khó khăn về nhân sự, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở Nội vụ rà soát tiêu chí phù hợp thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh để có phương án tuyển dụng sắp xếp phù hợp. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức cũng cần sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm của từng phòng ban để nâng cao hiệu quả các công việc được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức cần sớm hoàn thiện, đánh giá toàn diện hơn về thực hiện nghị quyết 131, nhất là những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất chính sách phù hợp. Tại buổi họp giao ban về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những chỉ tiêu cụ thể cho các quận huyện và ngành giáo dục nhằm tạo động lực đẩy mạnh tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Trong 7 ngày vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh trung bình có 86 ca mắc mới mỗi ngày và có xu hướng giảm so với 3 tuần trước. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 4 ngày nghỉ lễ, nhưng các điểm tiêm vẫn không dừng hoạt động, đạt 15.525 mũi tiêm phòng chống COVID-19. Nhằm tăng cường mở rộng mũi tiêm cho học sinh tại các trường học, Sở Y tế đã triển khai mô hình điểm tiêm lưu động và gửi thư ngõ vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm, đồng thời kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh đưa chỉ tiêu tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 vào công tác thi đua cho các quận huyện và ngành giáo dục. Thì từ cái chỉ đạo của ủy ban, tức là bám theo cái tỷ lệ của quốc gia, thì chúng tôi cũng có đề xuất là thành 3 mức, là một cái là cao hơn cái tỷ lệ của quốc gia là hoàn thành xuất sắc bằng với tỷ lệ của quốc gia đối với mũi tiêm đó, thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, và thấp hơn thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ. Và đề xuất với lãnh đạo thành phố đó là giao cho thi đua này cho các cái ủy ban nhân các quận huyện để giao lại cho các cái phường xã và ngành giáo dục giao cho các cái trường.
Đồng tình với kiến nghị của Sở Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh giá đây sẽ là động lực để cấp cơ sở đẩy mạnh công tác tiêm chủng, khen thưởng, khuyến khích cho các đơn vị thực hiện tốt. Bên cạnh số ca mắc mới có xu hướng giảm tích cực, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận giải ngân được 97% kinh phí để hỗ trợ thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, cũng là kết quả đáng ghi nhận của các đơn vị của thành phố trong hỗ trợ đời sống cho người dân sau đại dịch. Tuần này chúng ta là cái tuần đầu tiên đi học trở lại thì sẽ còn những cái làn sóng nguy cơ sắp tới, và tôi đánh giá là chúng ta phải chờ cỡ khoảng thêm 1 đến 2 tuần nữa, chắc khoảng 2 tuần nữa mà chúng ta thấy là sóng yên gió lặng thì chúng ta mới có thể thật sự yên tâm được. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tăng độ phủ các mũi tiêm nhắc vaccine cho người dân, đặc biệt là học sinh, đồng thời thực hiện các giải pháp tối ưu trong nhập mũi tiêm và làm sạch dữ liệu tiêm chủng cho người dân thành phố. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom, thương mại điện tử sẽ có nhiều bước phát triển mạnh mẽ và tạo ra những xu hướng tiêu dùng mới. Dự báo đến cuối năm 2025, quy mô thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 52 tỷ đô la Mỹ. Vì thế, với tốc độ phát triển nhanh của ngành thương mại điện tử, việc đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này theo hình thức chính quy và không chính quy đều là những vấn đề lớn cần được quan tâm trong giai đoạn tới. Đây là thông tin được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại hội thảo khoa học đào tạo thương mại điện tử tại các cơ sở giáo dục đại học diễn ra vào sáng ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom, trong 3 năm trở lại đây, xu hướng doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động có kỹ năng về thương mại điện tử và công nghệ thông tin ngày càng tăng. Tới nay đã có 36 trường đào tạo ngành, gần 40 trường đào tạo chuyên ngành và khoảng 60 trường đào tạo học phần thương mại điện tử. Tuy nhiên, công tác đào tạo vẫn còn gặp nhiều thách thức. Khi mà đi khảo sát thì nó có một cái độ vênh đáng kể. Có một số trường bắt đầu mới đào tạo cái ngành thương mại điện tử, có một số trường đã đào tạo từ lâu, nhưng cái việc giao thoa cũng như cung cấp chia sẻ về kiến thức, giáo trình, về học liệu cũng không được kết nối. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ đối với phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử, phấn đấu đến năm 2025, 50% cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo về ngành này. 1 triệu lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử. Chính sách đã có, mục tiêu cũng đã rất rõ ràng. Điều quan trọng nhất là lộ trình thực hiện. Và để đạt được những mục tiêu này thì cần cái sự vào cuộc của rất là nhiều bên, từ cơ quan quản lý nhà nước như là Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin Truyền thông và các bộ ngành khác, cũng như các hiệp hội, các tổ chức xã hội. Và một bên đặc biệt quan trọng và không thể thiếu đó là các cơ sở đào tạo, giáo dục, đại học và cao đẳng. Và một bên thứ ba nữa, một trụ cột nữa, đó là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tham gia từ cái vai trò là người trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo và giảng dạy thương mại điện tử, cũng như là cái người tiếp nhận và sử dụng những cái nguồn nhân lực được đào tạo từ các trường đại học và cao đẳng. Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ công bố mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử. Đây sẽ là nơi hoạt động chung giữa các trường đại học, cao đẳng, đào tạo nghề về thương mại điện tử, góp phần giúp các đơn vị đào tạo có nhiều cơ hội trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và qua đó tạo ra nhiều giá trị cho sinh viên. Tiếp theo sẽ là một số thông tin được đăng tải trên các báo số ra sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau 3 năm tạm dừng thi công cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày hôm nay dự án trọng điểm của huyện Nhà Bè và phía Nam thành phố sẽ được bàn giao, tiếp nhận mặt bằng để tiếp tục triển khai. Ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm sáng của thành phố trong giai đoạn này đó là sẽ có mặt bằng để thi công dự án cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè. Theo đại diện ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè, đến nay công tác bồi thường tái định cư đã được hoàn tất, bà con ủng hộ và mong muốn dự án sớm được hoàn thành, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo đó, vào ngày hôm nay 8 tháng 9 sẽ làm lễ bàn giao tiếp nhận mặt bằng cho ban giao thông. Nguồn cung xăng dầu liên tục gặp trục trặc cho thấy công tác điều hành của cơ quan quản lý đã có vấn đề, cần phải nhìn nhận thấu đáo để sớm giải quyết dứt điểm các rối ren trên thị trường. Nhiều chuyên gia đồng tình với việc làm nghiêm, xử nghiêm các doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng, khi tước giấy phép theo quyết định xử phạt, cơ quan điều hành cần có tính toán về nguồn cung xăng dầu, cân đối đủ cho thị trường để tránh thiếu hụt khi một số đầu mối không thể nhập hàng, cung ứng hàng cho hệ thống của mình khi đã bị tước giấy phép.
Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, ngày 7 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tất cả những gì mà Nga đã và đang làm liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là để củng cố chủ quyền của Nga. Người đứng đầu Điện Kremlin tố cáo Kiev đang đe dọa an ninh hạt nhân của châu Âu sau nhiều lần pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Phát biểu được Tổng thống Putin đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 7 tại thành phố Vladivostok. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã, đang và sẽ không đánh mất thứ gì liên quan đến hành động tại Ukraine. Về những gì mà nước Nga có được, Moscow củng cố chủ quyền của chính mình. Theo ông, những gì nước Nga đang làm tại Ukraine là còn để giúp đỡ người dân sống tại Donbass. Bên cạnh đó, về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Tổng thống Nga cũng cho biết, ông tin tưởng vào các báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, sau khi Tổng giám đốc IAEA là ông Rafael Grossi cùng với phái đoàn thanh sát viên đã thị sát nhà máy này hồi tuần trước. IAEA rõ ràng là gặp áp lực từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác mà họ đang làm việc cùng, bao gồm Mỹ và các nước châu Âu. IAEA không thể nói thẳng ra là các vụ pháo kích đến từ phía lãnh thổ của Ukraine, nhưng điều này là quá rõ ràng. Moscow đang kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia. Việc mà chúng tôi tự bắn vào người của mình là rất vô lý. Ông Putin cũng nói rằng hiện tại không có sự hiện diện của khí tài Nga ở nhà máy. Trong những tháng qua, Kiev và Moscow liên tục tố cáo nhau tấn công vào các khu vực xung quanh nhà máy Zaporizhzhia, làm dấy lên nguy cơ về một vụ thảm họa hạt nhân. Ngoài ra, theo Tổng thống Putin, Nga sẽ không đáp trả lệnh giới hạn cấp thị thực đối với công dân Nga. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen nói rằng EC sẽ đề xuất mức giá trần đối với mặt hàng khí đốt nhập khẩu từ Nga, cùng với nhiều đề xuất khác. Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên EU sẽ bàn luận về những đề xuất này trong cuộc họp khẩn dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới. Cùng ngày, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt và dầu nếu giá trần năng lượng được áp đặt. Bên cạnh giá trần khí đốt, EC cũng sẽ đề xuất mức trần doanh thu đối với các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu không phải khí đốt. Đề xuất này nhằm chuyển lợi nhuận bất thường của những nhà máy này, vốn cũng bị ảnh hưởng bởi giá khí đốt leo thang, thành khoản tiền nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì giá năng lượng tăng cao. Ngoài ra, EC còn đề xuất cắt giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm. Những doanh nghiệp dầu khí có lợi nhuận tăng vọt cũng sẽ được yêu cầu phải đóng góp nhưng hiện chưa rõ là gì. Các đề xuất trên phải được thông qua bởi tất cả các quốc gia thành viên EU. Một số trong đó đang phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Nga, nên được cho là rất nhạy cảm với đề xuất áp giá trần. Ngày 7 tháng 9, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,8 độ tại tỉnh Tứ Xuyên vào hôm 5 tháng 9. Tính đến nay đã có 74 người thiệt mạng, hơn 250 người bị thương và 26 người vẫn còn mất tích. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc bên cạnh nỗ lực tiếp cận những người đang mắc kẹt trong khu vực động đất còn giúp khôi phục dịch vụ viễn thông, các tiện ích như điện nước cũng như cung cấp thực phẩm cho những người dân bị ảnh hưởng. Thống kê cho thấy gần 250 ngôi nhà đã bị sập và hơn 13.000 ngôi nhà bị hư hại. Động đất cũng gây mất điện tại một số thị trấn, nhiều đường cao tốc bị sập, hơn 11.000 người đã được sơ tán khỏi những khu vực có nguy cơ lở đất hoặc sập nhà. Cục địa chấn Tứ Xuyên đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất 4 cấp của Trung Quốc. Thưa quý vị, hiện tượng El Nino kéo dài, sông băng tan chảy, những đợt nóng và đợt lạnh bất thường. Tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đang xảy ra ngày một nhiều trên hành tinh của chúng ta, và con người đang phải đối mặt với thiên tai ngày một khó lường. Trận lũ lụt khủng khiếp mà Pakistan đang phải đối phó là một trận thiên tai mà con người chúng ta cần phải phân tích tìm ra nguyên nhân để phòng tránh trong tương lai. Thưa quý vị, đất nước Pakistan đang trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất từ trước đến nay. 1/3 diện tích nước này bị ngập trong nước lũ do những trận mưa gió mùa kỷ lục trong năm nay và hàng loạt sông băng tan vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Hơn 30% diện tích Pakistan đang chìm dưới biển nước khi nước này đối mặt với đợt lũ lụt tồi tệ nhất từ trước tới nay. Thống kê của Trung tâm Điều phối ứng phó với lũ lụt quốc gia Pakistan cho thấy số người thiệt mạng do mưa lũ tại nước này kể từ giữa tháng 6 đã lên đến 1.325 người. Trong khi số người bị thương là hơn 12.000 người. Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Lũ lụt đã gây ảnh hưởng tới ít nhất 33 triệu người, chiếm khoảng 15% dân số.
tại một số khu vực, đặc biệt là tỉnh Sindh và Balochistan ở miền Nam, nước mưa đã cao gấp 5 lần bình thường. Gia súc và đồ dùng của chúng tôi đều bị cuốn trôi. Nhiều người hầu như không thể giữ được mạng sống của mình. Có khoảng 200 đến 250 người sống ở đây. Chúng tôi ra khỏi nhà chạy lũ trong hoảng loạn, thậm chí chưa kịp thay đồ ngủ. Ngày 4 tháng 9, lực lượng chức năng đã nỗ lực xả nước từ hồ Mancha ở tỉnh Sindh ra các huyện Jafarabad và Bubak gần đó, với hy vọng có thể ngăn nước hồ tràn bờ, gây ngập lụt cho các thành phố và thị trấn đông dân hơn ở Sindh, bao gồm Sewan, Dadu và Bansiadabad. Tuy nhiên, mực nước trong hồ ngày 5 tháng 9 vẫn ở mức cao. Một số cơ quan cứu trợ quốc tế đã bắt đầu đến Pakistan cung cấp thực phẩm, nước sạch và thuốc men cho các nạn nhân. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo, hiện khoảng 3 triệu trẻ em tại Pakistan đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp do nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường nước, đuối nước và suy dinh dưỡng. Ngày 30 tháng 8, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử, đồng thời ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền Pakistan đã hai lần kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục lũ lụt trong chưa đầy 3 tuần qua. Quy mô mức độ lũ lụt của Pakistan được đánh giá là bất thường. Có đến 4 tỉnh của Pakistan bị ảnh hưởng trong đợt lũ này, và riêng ở tỉnh Sindh thì lũ lụt đã biến tỉnh này thành một hồ nước khổng lồ dài 100 km. Biến đổi khí hậu được cho là một trong những nguyên nhân gây ra đợt lũ lụt lần này, khiến hơn 33 triệu người phải sơ tán và hơn 1.000 người thiệt mạng. Theo Al Jazeera, gió mùa là nguyên nhân chính gây ra những trận mưa lớn khiến sông tràn bờ ở Pakistan. Gió mùa Tây Nam là một đợt gió biển khổng lồ thổi từ Ấn Độ Dương mang đến cho khu vực Nam Á, trong đó có Pakistan, khí hậu mát mẻ và lượng mưa khổng lồ hàng năm. Từ 70 đến 80% lượng mưa hàng năm ở Nam Á do gió mùa Tây Nam mang lại. Những trận mưa là nguồn nước quan trọng cho ngành nông nghiệp ở Nam Á, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra lũ lụt đối với một số nước có hệ thống thủy lợi kém phát triển như Pakistan. Các nhà khoa học đang cố gắng xác định mức độ nóng lên toàn cầu gây ra lượng mưa lớn và lũ lụt ở nước này. Trong tháng 4 và tháng 5, nắng nóng gay gắt đã làm tan chảy các sông băng ở các vùng núi phía Bắc, làm tăng lượng nước chảy vào các nhánh sông đổ vào sông Indus. Đây là con sông lớn nhất của Pakistan và chạy dọc theo chiều dài đất nước từ Bắc đến Nam, cung cấp nguồn nước cho các thị trấn, thành phố và những vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Những phân tích về trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan vào năm 2010 cho thấy nóng lên toàn cầu là nguyên nhân đáng kể gây lũ lụt. Theo một nghiên cứu năm 2021, nóng lên toàn cầu đang làm cho gió mùa Nam Á trở nên dữ dội và thất thường hơn. Mỗi 1 độ C tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ dẫn đến lượng mưa tăng 5%. Kể từ năm 2010, Pakistan đã phải hứng chịu lũ lụt thường xuyên cũng như các đợt nắng nóng và cháy rừng. Một số chuyên gia tại Pakistan cho rằng tình trạng này là do lũ quét và việc phá hủy các kè sông. Một số cơn mưa dữ dội đã đổ xuống những nơi nước chảy xiết từ các sườn dốc. Một chu kỳ khí hậu tự nhiên thay đổi do gió và nhiệt độ ở Thái Bình Dương cũng có thể là nguyên nhân gây ra lũ lụt ở Pakistan. Pakistan đứng thứ 8 trong chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu, danh sách do tổ chức môi trường German Watch lập ra về những quốc gia dễ bị tổn thương nhất vì thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Pakistan đóng góp chưa tới 1% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng chịu tác động lớn nhất từ hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các khoản viện trợ quốc tế đã bắt đầu đến Pakistan. Quân đội nước này triển khai ít nhất 6.500 binh sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ đến các vùng hẻo lánh và sơ tán người dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Các quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục thông báo sẽ viện trợ để Pakistan ứng phó thiên tai. Chính quyền bắt đầu nỗ lực sửa chữa, xây lại đường bộ và đường sắt. Trận lụt đã phá hủy hơn 150 chiếc cầu, nhiều con đường bị quét sạch, gây khó khăn cho việc cứu hộ. Sẽ mất khoảng 2 tháng thì người dân Pakistan mới có nơi trú ẩn an toàn, được tiếp cận với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm và thuốc men với giá cả phải chăng. Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết chính phủ sẽ cấp nhà ở cho người bị mất nhà. Tính từ giữa tháng 6 đến nay, hơn 1,6 triệu ngôi nhà đã bị hư hại. Những ngôi nhà của chúng tôi trước đây ở đó đã bị lũ lụt nhấn chìm. Nhìn kìa, nước ngập khắp nơi. Những ngôi nhà đã biến mất và bất cứ thứ gì chúng tôi có bây giờ đều nằm dưới nước. Nước ở khắp nơi.
Ngôi làng của chúng tôi đã biến mất. Bây giờ nó nhìn giống như một cái hồ khổng lồ. Ngôi làng của chúng tôi bị phá hủy hoàn toàn, không còn gì ở đó. Chúng tôi chỉ có thể cứu mạng mình và nương náu ở đây, trong ngôi trường này. Chính quyền Pakistan nói trận lụt năm nay trầm trọng hơn năm 2010, vốn là đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và nhấn chìm gần 1/5 diện tích đất nước. Bộ trưởng Quy hoạch Pakistan nhận định công tác tái thiết sẽ tốn khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố quyên góp 160 triệu đô la Mỹ cho công tác giúp đỡ khẩn cấp, sẽ cấp 3 triệu đô la Mỹ cho các cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc để chi cho y tế, dinh dưỡng, an ninh lương thực, nước sạch ở các vùng bị lũ lụt. Thảm họa lũ lụt tại Pakistan hiện tại được dự đoán chỉ mới bắt đầu. Các chuyên gia dự báo sẽ có nhiều mưa hơn và lũ quét trong tháng 9 này tại các khu vực phía Nam khi mà mực nước sông Ấn dâng cao. Chừng nào con người chúng ta còn chưa hành động một cách thiết thực và nhanh chóng, thì biến đổi khí hậu và những thảm kịch về thiên tai sẽ còn tái diễn với tần suất và cường độ ngày càng lớn. Đến đây, một nhìn ra thế giới xin được khép lại. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình. Trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở ban ngành cùng các quận huyện và thành phố Thủ Đức về chính sách hỗ trợ và quản lý đối với nhà trọ do tổ chức hoặc hộ gia đình cá nhân xây dựng cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện cấp giấy phép xây dựng công trình nhà trọ phù hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khi doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa khu nhà trọ, phòng trọ. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ lãi vay từ ngân sách nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân để cải tạo, xây dựng mới nhà ở công nhân, người lao động thuê để ở. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện yêu cầu các chủ nhà trọ thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà trọ đảm bảo yêu cầu theo hướng dẫn, thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong bối cảnh Việt Nam đang nằm trong nhóm các điểm đến du lịch có tăng trưởng cao trên thế giới, thu hút gần 1 triệu du khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2022 được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm sáng về xúc tiến, thúc đẩy du lịch quốc tế, đặc biệt không chỉ có doanh nghiệp du khách mà đây còn là dịp để quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam thông qua lực lượng báo chí quốc tế tác nghiệp tại kỳ hội chợ lần này. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đại biểu báo chí quốc tế đã được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mời một tour tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố để thấy lại không khí sôi động của du lịch thành phố sau 2 năm dài bị gián đoạn do dịch Covid-19. Tôi ấn tượng với nền văn hóa dân tộc Việt Nam, ví dụ như góc văn hóa cổ Champa này đã gợi cho tôi những tưởng tượng về buổi đầu hình thành nên mảnh đất phương Nam của các bạn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thấy nhiều điều thú vị và những điểm nhấn trong văn hóa. Chúng tôi tôn trọng mọi đặc trưng vốn có của các dân tộc và chắc chắn tôi sẽ góp phần quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các trang cá nhân của mình. Tôi mới vừa đến Thành phố Hồ Chí Minh vài ngày, cảm nhận đây là một thành phố sống động, trẻ trung, lối sống đô thị nhộn nhịp, hiện đại, cũng tương tự như các đô thị ở nước Đức. Mới mẻ, thú vị là điều mà tôi cảm nhận về thành phố của các bạn. Hy vọng qua những chuyến thăm như thế này, chúng tôi có thời gian tìm hiểu thêm các điểm đến, cơ sở văn hóa, du lịch nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong chương trình tham quan, đoàn đã được thưởng thức một vở diễn múa rối nước. Đây là loại hình nghệ thuật chỉ có tại Việt Nam, ra đời cùng nền văn minh lúa nước và nền văn hóa Đại Việt. Múa rối nước hiện đã và đang được mang đi lưu diễn, quảng bá ở nhiều nơi trên thế giới. Đoàn đại biểu báo chí quốc tế có 4 ngày tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 6 đến 10 tháng 9 với các điểm đến nổi tiếng, khu du lịch Vàm Sát, lễ hội Nghinh Ông, địa đạo Phú Thọ Hòa, lăng tả quân Lê Văn Duyệt, địa đạo Củ Chi, di tích hầm bí mật biệt động Sài Gòn, bảo tàng chứng tích chiến tranh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.